đi xe đây. Nè, nước bò đã ghê không? Nè con, đưa chén này, đưa chén này con. Mềm lắm. Mềm lắm. Nè. Đó, cái chín rồi chứ không có tái nữa. Này ăn này chín mềm luôn á, chín này chín mềm luôn cho mẹ nè. Rồi, ăn đi cháu bánh mì, ăn đi. Rồi, quá ngon, tuyệt vời. Còn miếng này ba bỏ lên luôn rồi ta. Đây, bò nướng phô mai 8191. Và phải nói là khó khăn lắm mình mới chen chân vô được vô đây nè hả vậy. Ở con đường view đẹp nhất Bình Dương quý vị thấy nè, dọc theo tuyến đường này. Đó đẹp. Mặt tiền sông nè bên đây quý vị thấy trung tâm ăn uống mặt tiền sông nè, mình cho quý vị và bạn xem thấy mặt tiền sông này nhà hàng nổi nè. Còn đây là qua tới sông mà ha. Đấy. Chúng ta sẽ khám phá quán 8191 bò nướng phô mai lẩu. 8191 nổi tiếng. Quán này là quán thứ 3 của 8191 tại Bình Dương luôn. Đông và nó khủng khiếp luôn quý vị. Khó khăn lắm mới kiếm được một cái bàn trống ở trong này. Bò nướng phô mai nhìn hấp dẫn quá ha. Đâu rồi? Mình đi bên kia nhìn thấy rồi. Nhìn thấy rồi. Coi vào trong đây người ta sẽ hay ăn cái món gì ta? Bò nướng phô mai rồi lẩu hải sản. Đó, bò nướng phô mai dạng như vậy nè ha. Lẩu hải sản. Đó, ok. Đó, có bò nướng phô mai, lẩu hải sản em. Đó, nó là nổi tiếng ở đây á. Rồi, chờ trong giây lát nha quý vị. Đó, cái này bò Mỹ nha. Đây là lá cờ Mỹ. Lá cờ Mỹ đó bé. À, bò Mỹ. Để mình bật là bò Mỹ lên nướng. Rồi bỏ lên bé cho con trải nghiệm nướng bò Mỹ đi. Hả như con? Bật lên rồi nè. Đó, mẹ bỏ lên nướng đi. Con trải nghiệm đi. Trải nghiệm đi con. Trời ơi không có biết rồi. Rồi xong. Bỏ cái gì lên cái này hả? Bỏ bò nướng phô mai thì bỏ phô mai vô. Rồi phô mai. Bé cái phô mai này lên nè. Trời ơi. Hướng dẫn sử dụng đi. Mấy cô này ngáo quá. Em hướng dẫn sử dụng đi em. Cái này là sử dụng
nè. Rồi thì người ta nói học ăn học nói học gói học mở. Cô không biết lần đầu tiên tôi ăn cái món này tôi không biết thì tôi nói là cô giữ cô cái mặt kìa, cái đồ đang ghét. Dặn cô luôn rồi, mai mốt không cho cô đi nữa. Giờ cơ nè tôi cho cơ. Chưa có lên phải không? Gì mà ngáo quá, gì ngáo. Có nước, có lửa rồi đó. Ngáo, lần đầu ăn nên bị ngáo. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nhưng mà cái này không có hướng dẫn sử dụng. Nói về chứ có con có cái cho ăn, chứ mình cũng không có hảo cái món này lắm. Đó. Ăn cái ăn luôn nấm luôn hả? Bé ăn ăn nấm được luôn hả? Hay hả? Thì cho nó ăn nữa em. À, cái Như ăn nấm luôn hả? Ồ, hay vậy. Cái Như ăn nấm luôn á. Thử ăn kim chi nữa được không cái Như? Anh đo ăn kim chi thử con. Thì cái Như ăn ba nhìn xem á. Xem cái Như ăn đi ba xem. À, cái Như ăn đi con. Thế Như ăn nấm được mà. Rồi mẹ trở. Nè soi rồi nè. Soi lên rồi nè. Xoay lên rồi nè. Em quất phô mai cho nó thơm. Bò Mỹ quất phô mai cho nó thơm. Đậu hải sản hoành tráng chưa nè bé nè. Đấy, bún ban bún nha. Đây, bếp ga đâu, bếp ga đâu. Đây đậu hải sản nè, chút nữa lên lẩu, nấu lẩu lên ăn đó. Ăn bò cái muốn no rồi, giờ tới lẩu gì. Đấy, làm nhiêu đây nữa là cái lũ rồi, đủ vốn. Lẩu nè, lẩu hải sản có tôm, có mực, có bò. Rồi, thôi kết thúc luôn. Ghi lại clip kỷ niệm trung thu, mùa trung thu năm 2023 tại quán 8191 chiên bò nướng phô mai. Đấy, đấy, có Khánh Đoàn, có Khiết Như. Đây, phố đi bộ đây. Tết trung thu vui quá trời vui luôn quý vị ơi. Trời ơi, phố đi bộ rất an ninh nha. Điện thoại mình đang quay clip mà thấy không còn nữa là biết
bị cướp giật. Ở đây thẳng này luôn.